Sớm mong ôn khai lên từ xa này vẫn ổn. Cả chắc cuộc chơi chàng bị bột trong phút Việt Nam. Sao rồi, sao rồi, sao rồi, sao rồi. Con ơi, con rắn đi sao, ôi ôi, con ơi. Nó cắm chân rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Đi lên đi, đi lên đi, đi lên xe, đi lên xe, đi lên xe anh ơi. Sự khám phụ, khám ai. Ôi, bà ấy bị thật áo cho nó mọi người. Đặt này phụt với tầm đầu của mình. Khám phụ của mình, mọi người. Chết rồi, mọi người ơi. Cô gái con ta là từng má. Ăn gì anh? Ăn gì đấy? Ăn đọc hay ăn đọc đấy? Chết rồi mọi người ơi. Nè, chết chết ăn gì ngay còn chưa ấy, còn chưa nhé. Màu đen, màu đen. Ra chết ăn gì nhanh còn chưa còn đấy. Đấy chắc con lại mang rồi. Đấy chắc con mang rồi. Đưa nhanh đi viện nhanh còn trước. Con thấy, vừa thấy chỗ này mà. Đấy thấy. Điện nữa, điện nữa. Từ nhanh anh em nhé. Nguy hiểm đấy, anh em phải thật. Mong là con này con đang ráo rồi. Đây, 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 cái gì đấy? Cổ nó. Đâu, 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 đây, 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 đây. Ui, thằng ráo, thằng ráo, thằng ráo nhỉ, con thằng ráo. Không phải. Ui, con này con đéo ý nhỉ. Ui, bếp, 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 bếp. Cổ lắm. Cổ lắm. Là... Có ai sợ cứu cho bá đi không? Cho bá đi đi. Chân, chân, chân. Mong không phải đánh độc, mong không phải đánh độc, mong không phải đánh độc. Màu này chắc hình như hổ trâu ấy. Đấy là hổ trâu ngon. Nè, ngồi ra nè. Ui, ui, dài lắm. Ui, hổ trâu không? Đéo phải trâu. Vậy nào phải giống chúa lắm anh em ạ. Chúa sao ấy? Ui, hổ chúa, 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 chúa. Này cái đầu là như này. Làm vậy. Sơ, sơ cứu cho bà ấy xong rồi đi, đi ngay, đi ngay, đi ngay. Thế là hổ mai chúa cắn rồi. Ui, ui, rồi anh. Anh ơi, qua đâu, qua đâu, qua đâu. Qua chúa rồi mọi người. Chúa rồi. Đây anh, cái đầu của nó là phát hiện ra ngay này anh. Không cần nhìn người, đấy, nhìn đầu chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Sao, bà bị sao? Cười, bà nói đầu muốn. Chắc là vườn đấy, đấy, cổ ấy, nấu rượu ấy. Mình chẳng thế. Anh em bảo cho bà ấy, sơ cứu cho bà ấy đi luôn đi, mẹ con này cắn nguy hiểm lắm. Đầu rồi, đầu đâu rồi? Đấy, từ từ thôi. Ui, dài này. Ui, dài. Cái con này nó cắn người rồi mọi người ạ. Hỏng bét, hỏng bét. Anh đoạn này, sắp cứu. Ui, nó bó kìa. Từ từ, từ từ anh em tôi biết cách sắp cứu là phải sắp cứu, đưa cho bà đi bệnh viện ngay. Anh này, cả lăn, cả lăn, cả lăn. Xem ở đấy nó coi nỗ không? Tao tam bị chặt chá, tục tăng nó hơi tục lại. Chắc là mịt cháu, phân phân mịt chưa. Chết rồi, bà kia bị đắng khăn đấy. Con mì chiên. Con mì chiên. Ê, bên này là rừng này mọi người này. Bên này là rừng này, nhìn chưa? Rừng này nó sang đây, nó bảo nàng nó kiếm ăn rồi. Chết rồi, đúng rồi, đúng lúc bà đi ra bà hái củi này, lấy củi này bị cắn rồi. Chết rồi. Yeah. Ít quá. Cọt bò. Nhanh lắm. Nhanh lắm. Nhanh lắm. Thật Trương đưa đi viện, thật Trương. Đưa bà đi chưa? Đâu rồi? Một ông chạy về xem, một ông bận ông xem là như nào, đưa bà đi. Đây là đưa. Ôi đi à? Ôi đớp ấy, đớp luôn. Cái này chắc là sờ vào người nó cắn luôn. Chắc là giặt củi thì đã túm vào người nó. Cứ tưởng củi đen thì đưa mắt các cụ giờ nhèm nhèm thôi. Cho ra đấy nhờ. Cho ra Huế. Này bây giờ bắt nó sao được anh? Nó ra động mới bắt được.
Giặt mất đâu, vũ dữ lắm. Kiếp gì? Vài mấy mét này? Mày về 3 mét. Mày cắn người rồi. Ấy à? Ấy à? Ấy à? Ấy à? Đấy, đấy con gì cơ? Đó là giữ cho các bạn nhé. Nguy hiểm lắm. Đấy. Ôi, để đường này cho nó tụt đuôi ăn bó, có bắt lắm. Anh cứ theo con này đi. Anh em con này khả năng phải mang lên thì đồ con này cắn nó có rổ chúa cắn nguy hiểm lắm, mong bái không sao. Không cho, không để dãy cái đuôi đây. Cái bì thì có bì đi, bà thì có bì đi. Bà bái không bì không? Bà bái không có bì không? Đừng ấy lưới cái dây cước ở đấy. Mà con này bắt con này không vui anh rồi. Anh ấy nhưng mà cũng không vui. Con này nguy hiểm quá rồi, nó cắn người rồi. Lý do là bà khi bà bị cắn rồi anh em cắn rồi. Nhưng mà con này bây giờ anh phải đợi ấy về mà thả. Ấy cái này anh phải em thả. Mà trong tôi cầm nên dừng vết luôn nên đâu có gọi kiểm lâm về chứ. Ờ phải gọi nó khả năng phải báo cho nó kiểm lâm. Mình giao cho cái vụ này nó liên quan đến vụ cắn người đó. Anh em phải báo kiểm lâm. Bắt kiểm lâm là thông báo kiểm lâm là con này nó cắn người rồi. Hay là mình để anh điện cho nó bảo là nó cắn người rồi cho thịt nhá. Thôi anh em phải khẩn trương đi giải quyết con này đi. Đi. Chưa. Cái bao. Khẩn trương còn chấn. Bao đây, bao. Đây đây khẩn trương giải quyết. Lấy cái bao. Khẩn trương giải quyết. Giải quyết đi. Đây đi đường cổng đi ạ. Cổng có chó nhảy nhảy có thương nhỉ, có thương. Có thương. Này ai phải ông nào thăng phải giữ cái đầu. Thôi thôi thôi. Được chưa? Ừ, rồi, ok em.
Nó to quá mọi người ạ. Đây mọi người nhìn thấy chưa? Đây là ngoài rừng nữa mọi người nhá, có cả sông hồ nha mọi người này. Rất là to luôn. Rất to mọi người nhá. Con này cắn người cái nòng độc nó vào khủng khiếp lắm đấy. Đây mọi người nhá. Con hổ chúa mà vừa ấy cắn người mà đã bị anh em bắt rồi đây. Nhưng bây giờ đang tìm phương án giải quyết con này mọi người nhá. Thì như anh đã gọi điện về cho anh em mình đấy thì đã đưa bái với trên bệnh viện mọi người nhá và đã cấp cứu kịp thời thì giờ đã không nguy hiểm tính mạng nữa. Bây giờ phải tìm cách giải quyết cái con này đã. Này bây giờ chỉ mang cho vào mẹ vào lồng rồi mang ra ngoài nhà hoang nhưng mà để con lồng để vất vào không? Có lồng, anh có lồng. Thế anh đi lồng đi, anh đi lồng đi. Đây nó về đây này. Ôi đi không? Thì mình sao rồi anh? Đây Hà Nội rồi. Hà Nội đâu? Chúa nó cắn phải đưa lên viện đấy là đúng rồi. Nói chung là anh em phát hiện kịp thời ấy, hiểu chưa? Sơ cứu kịp thời ấy. Nhanh mà, không lúc đi là bà cũng rất là ngột ngột rồi, nhưng mà vì sau là được nên đấy bác sĩ nó gì là đưa lên Hà Nội luôn rồi. Là quan trọng là vấn đề là anh em phải sơ cứu kịp thời, hiểu chưa? Anh em mình cho bà ấy cái ấy. Bây giờ cho được bà đấy không anh? Cho được đi. Anh cho đấy đi, cho đấy không thì... Nhưng mà bây giờ cái này phải mang ra ngoài thì kia mà để ấy. Mang để đâu? Không cho sang cái nhà hoang bên kia. Ừ. Cho nhà hoang đi. Ừ. Để nó cách xa ra. Ừ. Cái này giờ phải để xa khỏi nhà để cho tránh nguy hiểm tính mạng của những người trong gia đình thì rất là nguy hiểm. Chỉ đầu đi. Chờ mình chờ người đến giao lột thôi. Ừ. Con này anh em phải khả năng là báo kiểm lâm sớm nhé. Không, em thả ra. Ok chưa? Đâu, em thả ra cho cái đấy. Cái túi vào đấy, túi vào đấy. Túi vào đây. Là thả đờ em cho cái bẫy vào đây. Thu người nó lại. Đâu, đừng. Bọc hẳn ra, bọc hẳn cái miệng lồng mà. Đây, xoay cái đít lồng mà. Đấy, tí nữa nó chui ra là chui thẳng vào lồng. Ừ, mình okay. Cho ra ở đáy này. Đáy ấn nó xuống. Đấy, bả ấn xuống. Rồi. Thả tay ra. Buộc chặt vào nhá. Rồi. Đấy, thả tay ra là nó vào luôn. Đây. Ừ, cũng vào đúng rồi. Đây góc rồi. Túi, bỏ tay, bỏ tay. Bỏ hẳn tay ra, bỏ hẳn tay ra. Rồi. Chắc vào nó giúp kẻ. Đây. Rồi. Nó phù, nó phì vát ác nhỉ. Nó cuộn được không? Sao cuộn lồng này to nó, nó vào đi anh. Lồng này to mà. Lồng này á, lồng này có 10 cân. To nhỉ.